Sự thật về nghề chăn nuôi giòn ở Việt Nam hiện nay, đối với những trang trại lớn chăn nuôi giòn thì chắc hẳn đã thu về cho mình nguồn lợi rất lớn mà hầu như không hề có nguy cơ bị thua lỗ như các trại chăn nuôi lợn, chăn nuôi gà, chỉ tới khi xuất bán xong mới biết lời lãi như thế nào. Giòn là loài vật có chi phí chăn nuôi thấp hơn nhiều các loài vật nuôi khác mà đang được chăn nuôi đại trà. Đối với những trang trại chăn nuôi giòn nhỏ lẻ, tự phát, mới nuôi, không được học hỏi kỹ thuật bài bản thì vẫn còn đang loay hoay, không biết mình chăn nuôi như thế này đã đúng hay chưa. Chăn nuôi như thế này thì khi nào có lãi? Một số bà con đã tìm ra những giải pháp chăn nuôi hiệu quả rồi, nhưng chưa có vốn mở rộng mô hình. Số ít còn lại thì có thể đã bỏ cuộc do nghĩ mình không có duyên với nghề. Vậy chăn nuôi giòn có thực sự cho hiệu quả cao hay không? Cần chuẩn bị những gì trước khi bắt tay vào chăn nuôi để có được thành công sớm, ít rủi ro? Sau đây anh Đỗ Văn Đạt, người có kinh nghiệm dày dặn tư vấn cho rất nhiều bà con chăn nuôi từ Bắc tới Nam, sẽ chia sẻ về nghề chăn nuôi giòn này để bà con xác định được rõ ràng cần phải làm những gì để chăn nuôi giòn thành công. Xin chào chương trình, cũng xin chào toàn thể bà con. Tôi cũng xin tự giới thiệu, tôi là Đạt. Hiện tôi đang là chủ một chuỗi trang trại chăn nuôi các loại động vật hoang dã. Và hôm nay thì tôi cũng xin giới thiệu với bà con là một cái mô hình chăn nuôi của tôi có địa chỉ tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Chắc hẳn thì một số bà con cũng không xa lạ gì với cái mô hình chăn nuôi con động vật nuôi hoang dã, nhưng đâu đó thì vẫn còn một số bà con mình cũng chưa biết đến, cũng như là một số bà con mình đang tìm hiểu để mình bắt tay vào chăn nuôi cái con động vật nuôi hoang dã này. Và hôm nay thì tôi cũng xin giới thiệu đến toàn thể bà con là một cái mô hình chăn nuôi con giòn của tôi, một loại động vật mà chỉ ăn thực vật mà nó lại đem lại cho bà con cái giá trị rất chi là cao, và dường như là cũng chưa có một loại vật nuôi nào nó đáp ứng được như cái con vật nuôi này. Chăn nuôi giòn không khó, đặc biệt là chăn nuôi giòn thương phẩm, bởi giòn có sức đề kháng tốt, khỏe mạnh, thích nghi được với sự thay đổi thời tiết và các điều kiện nuôi nhốt khác nhau. Bà con có thể nuôi chúng ở trong chuồng sắt hoặc những ô chuồng sát mặt đất thì chúng đều có thể phát triển tốt. Một điều nữa, đó là nguồn thức ăn của giòn dễ kiếm, sẵn có, giá thành rẻ, nên bà con có thể nuôi với số lượng lớn mà không tốn nhiều chi phí thức ăn chăn nuôi như các trại gà, trại lợn. Trước khi nuôi, bà con hãy đến trực tiếp trang trại chăn nuôi để tìm hiểu cách chăn nuôi bài bản, kỹ thuật chăm sóc và cách thiết kế chuồng nuôi như thế nào để áp dụng vào gia đình nhà mình. Nếu không đến trực tiếp những mô hình chăn nuôi như thế này thì bà con khó có được kỹ thuật chăn nuôi tốt nhất khi mới bắt tay vào nuôi. Thì với cái mô hình chăn nuôi con giòn này thì là đối với bà con nào mình chưa biết đến, cũng như là một số bà con mình đang tìm hiểu để mình bắt tay vào chăn nuôi cái con giòn này, thì cái điều đầu tiên là để chăn nuôi được cái con giòn này nó mang lại cho bà con cái giá trị cũng như là cái hiệu quả kinh tế cao nhất, thì cái việc đầu tiên bà con cần phải làm đó là tất cả những cái kiến thức về chăn nuôi con giòn là bà con phải nắm vững. Để bà con nắm vững được cái kiến thức cũng như là tất cả mọi cái kỹ thuật trong chăn nuôi thì tôi cũng xin mời bà con có thể là đến trực tiếp trang trại của tôi để được tôi và đội ngũ kỹ thuật chăn nuôi của tôi sẽ chia sẻ cũng như là hướng dẫn cho bà con được tỉ mỉ nhất từ cái kỹ thuật là làm chuồng trại ra làm sao để cho nó hợp lý chăn nuôi cái con giòn này, cũng như là tất cả mọi cái kỹ thuật như là về nguồn thức ăn hay là về cái nhiệt độ và cách thức làm chuồng trại, đồng thời cũng như là cách thức ghép đôi phối giống như thế nào và chăm sóc cái con sinh sản nó ra làm sao, và cái chế độ khẩu phần ăn của con sinh sản và cái chế độ khẩu phần ăn của con thương phẩm. Thì khi đó thì bà con đến trực tiếp đây thì bà con có thể là ở lại với chúng tôi để chúng tôi và cùng bà con sẽ là mình đi chăm sóc nó hàng ngày. Đấy, khi đó thì bà con sẽ nắm vững được tất cả mọi cái kỹ thuật cũng như là kiến thức trong chăn nuôi cái con giòn này. Khi bà con đã học hỏi được rồi, bà con đã nắm rõ được tất cả mọi kiến thức rồi thì lúc đó bà con mới tiến hành là mình bắt con giống về chăn nuôi.
Đối với chuồng trại chăn nuôi giòn, nếu muốn đàn giòn nhà mình phát triển tốt nhất thì bà con cần giữ được nhiệt độ ổn định tại khu chuồng nuôi, giảm thiểu tối đa sự chênh lệch nhiệt độ bằng các biện pháp cách nhiệt hiệu quả, không được để giòn chịu nóng hoặc chịu lạnh quá giới hạn của chúng. Thức ăn chăn nuôi của giòn cũng cần được lựa chọn kỹ lưỡng, không để cho giòn ăn phải những loại thức ăn kém chất lượng, thiếu dinh dưỡng hay có thuốc bảo vệ thực vật. Đó là hai điều kiện tiên quyết phải thực hiện khi chăn nuôi giòn tại nhà. Về cái kỹ thuật làm chuồng nuôi cũng như là cái mình tạo được cái không gian môi trường sống cho con giòn này nó phát triển được tốt nhất thì thật ra nó cũng rất chi là đơn giản thôi. Bà con chỉ cần làm sao là mình tạo được cái khu vực chuồng nuôi của bà con nó có được cái độ thông thoáng nhất. Đối với một số bà con như khu vực miền Bắc thì bà con cần phải cầu kỳ hơn một chút. Còn đối với bà con trong khu vực miền Nam thì bà con trong khu vực miền Nam thì được cái về cái khí hậu nó rất chỉ là ưu đãi. Thì dường như là cái nhiệt độ nó cũng không quá nóng và đặc biệt là nó không có cái mùa đông. Đó là một cái lợi thế cực lớn đối với bà con trong khu vực miền Nam cũng như là cái nguồn thức ăn của con giòn này. Đối với cái nguồn thức ăn của con giòn thì nó ăn rất chỉ là đa dạng. Dường như nó chỉ ăn những cái loại thực vật, trong đó thì là cái loại thực vật nó gồm bao gồm là những tất cả những cái loại rau củ quả, ví dụ như là su hào, bắp cải hay là khoai lang hay là một số củ mì. Ngoài ra thì có thể nó ăn còn ăn được là như chuối, bí đỏ, một số những cái loại quả khác nữa. Đấy, thì với cái khu vực miền Nam của bà con thì về cái nguồn thức ăn này thì nó rất chi là đơn giản. Đấy, và gần như là cái chi phí về cái nguồn thức ăn nó rất chi là thấp. Đấy, thì bà con cũng có thể định hình được trong khu vực miền Nam của bà con thì đến cái mùa thì là gần như mùa rau củ quả thì cái giá thành của nó rất chi là thấp. Để tính về cái giá trị cũng như là cái giá thành về cái nguồn thức ăn thì bà con chỉ cần bỏ ra chưa đầy là đến 2.000 đồng thì bà con cũng đã đáp ứng được trên một đầu con ăn trên một ngày rồi. Còn đối với con thương phẩm thì tất nhiên là nó sẽ ăn cái lượng thức ăn nhiều hơn thì nó có thể là dao động từ 2 cho đến 3.000 đồng trên một đầu con. Để chăn nuôi được giòn sinh sản thì bà con nhất định cần tới sự trợ giúp của những người đi trước đã chăn nuôi thành công. Có nhiều bà con thắc mắc là đã nuôi giòn được một thời gian rồi mà giòn chưa thấy sinh sản. Do thiếu kinh nghiệm và mới chăn nuôi và không có ai hướng dẫn nên bà con chưa thể nuôi giòn sinh sản thành công được. Vì vậy, bà con nên đến những trang trại chăn nuôi giòn sinh sản để tìm hiểu kỹ xem mình đặc sai ở chỗ nào mà khắc phục, từ khâu làm chuồng nuôi sinh sản cho đến khâu chăm sóc cho chuồng mẹ và chuồng con. Còn về cái kỹ thuật mà ghép đôi phối giống làm sao cho nó đạt được cái tỷ lệ cao nhất thì bà con có thể làm theo cái hình thức ô chuồng như hiện tại bên trang trại chúng tôi. Thì là chúng tôi làm theo cái hình thức là ô chuồng 4 ngăn. Đấy, với cái ô chuồng 4 ngăn như vậy thì là bà con có thể là mình nhốt được một con đực và 3 con cái để cho nó ở tập trung với nhau. Trong quá trình mà bà con tiến hành cho vào ghép đôi phối giống, đấy, sau khi mà con giòn này nó đã vào mang bầu thì bà con chỉ cần ngăn nó lại thì là mỗi con một ô chuồng riêng, đấy, để cho nó vào sinh sản. Đấy, ngoài ra nữa thì là bên trang trại tôi còn có một cái mẫu chuồng, đó là mẫu chuồng ghép đôi phối giống tập trung. Với cái mẫu chuồng ghép đôi phối giống tập trung thì bà con làm với cái kích thước là nó lớn hơn. Đấy, cũng tùy thuộc vào cái diện tích của bà con, mình có thể cân đối làm sao cho nó hợp lý. Thì với cái ô chuồng nuôi nhốt tập trung thì bà con có thể là nuôi nhốt với cái số lượng là mình 5 con đực. Đấy, mình có thể là cho vào 15 con cái. Thì với cái tỷ lệ đực cái như vậy thì là cái tỷ lệ ghép đôi phối giống nó đạt được cái tỷ lệ gần như là tối đa nhất cho bà con. Nhưng sau khi mà bà con ghép đôi phối giống tập trung như vậy, bà con tách ra được mỗi con một ô chuồng riêng để cho nó vào sinh sản thì như vậy nó sẽ đảm bảo nhất, tránh cái tình trạng có thể là một số con cái là nó tranh cái khu vực đẻ của nhau. Thì trong cái giai đoạn sinh sản thì bà con mình cũng nên lưu ý là với cái đặc tính của con giòn này thì dường như bà con cũng không cần can thiệp bất cứ một cái khâu nào từ cái khâu là mình ghép đôi phối giống. Bà con chỉ cần là làm sao tạo cho nó ở chung với nhau. Đấy, và sau khi mà nó tiến hành vào sinh sản thì bà con chỉ cần tạo cho nó những cái ổ đẻ. Đấy, còn bản thân của nó là nó tự đẻ cũng như là nó tự chăm sóc con. Dường như là bà con không cần can thiệp bất cứ một cái khâu nào. Bà con không cần phải can thiệp, ví dụ như là như con lợn
đấy, hoặc là một số con trâu con bò thì bà con có phải là thậm chí là bà con cần phải can thiệp nó để làm sao giúp nó trong cái giai đoạn nó sinh sản. Nhưng ngược lại thì con giòn này thì bà con còn nên hạn chế, chứ bà con cũng không nên là mình tiếp xúc với nó quá nhiều. Như bà con tìm hiểu thì bà con đã biết, hoặc là một số bà con nào mình chưa biết đến nó thì bà con có thể là tìm hiểu thêm là về cái đặc tính của cái con giòn này, là con vật nó sinh hoạt về đêm. Đấy, chính vì như vậy thì là trong cái quá trình mà nó sinh sản thì bản thân của bà con là người chăm sóc chính thì bà con cũng không nên đi ra đi vào tiếp xúc với nó quá nhiều. Đấy, khi mà bà con tiếp xúc với nó quá nhiều thì nó có thể là sinh ra stress hoảng loạn, có thể là dẫn đến cái tình trạng là con mẹ nó bỏ con không cho con bú, thì đương nhiên lúc đó thì cái sự thất thoát cái con non của bà con thì nó sẽ không thể tránh được. Một khi bà con đã tìm hiểu kỹ lưỡng ở các trang trại đi trước và chắc chắn rằng mình đã nắm vững được kỹ thuật chăn nuôi, thì khi bắt tay vào nuôi tại nhà, sớm muộn bà con cũng có được thành quả cho mình, bởi giá trị của giòn là rất lớn. Bà con không phải lo nghĩ về đầu ra vì đã được trang trại của anh Đạt nhận bao tiêu toàn bộ đầu ra cho bà con. Vấn đề chính ở đây, để nuôi giòn thành công là bà con cần phải có được kỹ thuật nuôi hiệu quả. Đối với bà con nào ấy, mà mình đã bắt tay vào mình chăn nuôi phát triển cái con giòn này rồi thì chắc hẳn bà con cũng đã biết là về cái giá trị cũng như là cái hiệu quả kinh tế của con giòn này nó đem lại cho bà con. Thì còn đối với bà con nào mà mình chưa biết đến nó cũng như bà con mình đang tìm hiểu thì thực tình cũng phải chia sẻ bà con là nếu để về cái giá trị cũng như là cái hiệu quả kinh tế của cái con giòn này nó đem lại cho bà con thì dường như là cũng chưa có một con vật nuôi nào nó đáp ứng được như con giòn này. Đối với một con vật nuôi nó rất nhỏ bé mà nó chỉ ăn những cái loại thức ăn rất chi là đơn giản mà nó lại đem lại cái giá trị cực cao, thì để về trung bình của mỗi một con mẹ sinh sản trên một năm thì nó có thể đem lại cái mức lợi nhuận cho bà con lên đến là dao động trên dưới 30 triệu trên một đầu con mẹ sinh sản trên một năm. Nhưng ngược lại, để mà chăn nuôi được cái con giòn này nó đem lại cho bà con cái hiệu quả kinh tế cao như vậy thì tôi lưu ý tới cho bà con là mình đang có cái ý định bắt tay vào chăn nuôi, như ban đầu tôi cũng đã chia sẻ bà con là bà con nên đến trực tiếp những trang trại, hoặc là bà con có thể đến trực tiếp trang trại của tôi để tôi cũng như đội ngũ kỹ thuật của tôi sẽ hướng dẫn chia sẻ cho bà con tất cả mọi cái kỹ thuật trong chăn nuôi được một cách tỉ mỉ nhất để bà con nắm rõ tất cả những cái kỹ thuật đó. Rồi khi bà con nắm vững toàn bộ kỹ thuật rồi thì tôi mới khuyên bà con là bà con mới tiến hành là bắt con giống về chăn nuôi. Đấy, ngoài ra ấy, thì là khi bà con đến học hỏi kinh nghiệm cũng như là tất cả mọi cái kỹ thuật trong chăn nuôi thì bên trang trại tôi có một cái hỗ trợ là chỗ ăn chỗ nghỉ đấy, cho bà con để làm sao tạo mọi cái điều kiện tốt nhất cho bà con để bà con phát triển cái kinh tế cho gia đình nhà mình. Ngoài ra nữa thì bên trang trại tôi còn có một cái hỗ trợ nữa là chế độ bảo hành về con giống cũng như là hỗ trợ cho bà con là tất cả những con giống nó phải đạt được cái tiêu chuẩn chất lượng nhất. Bảo hành ở đây là cái gì? Bảo hành cho bà con về sinh sản này, và hỗ trợ cho bà con ở đây là cái gì? Hỗ trợ cho bà con tất cả những cái con khi nó đã qua sinh sản rồi thì bên trang trại tôi sẽ đảm bảo cho bà con là nó phải sinh sản ít nhất tối thiểu nó phải đạt được là từ 3 con trở lên. Đấy, ngoài ra nữa thì bà con cũng yên tâm về cái vấn đề đó là vấn đề đầu ra. Đấy, thì về cái vấn đề đầu ra thì bà con không cần phải lo lắng. Như bà con tìm hiểu trên thị trường thì bà con chắc hẳn bà con sẽ nắm rõ là đối với con giòn này thì hiện tại đầu ra trên ngoài thị trường nó còn chưa đáp ứng đủ so với cái nhu cầu của người sử dụng. Và đồng thời thì là khi mà cung cấp con giống cho bà con về chăn nuôi thì tôi sẽ có ký kết một cái bản hợp đồng bao tiêu cho bà con. Thì cái bản hợp đồng này trước khi bà con bắt con giống thì bên trang trại tôi sẽ ký kết với bà con, trong đó thì nó sẽ chia thành ba cái mục chính để làm sao cho bà con yên tâm là vào chăn nuôi. Trong cái bản hợp đồng này thì nó sẽ có là bản hợp đồng mua bán và hợp đồng về chế độ bảo hành con giống cũng như là hợp đồng về bao tiêu thương phẩm. Và cái bản hợp đồng này thì tôi sẽ ký kết với bà con trong cái thời hạn đó là 5 năm.
Đấy thì cứ sau 5 năm thì nếu bà con nào mình phát triển được cái thị trường đầu ra của bà con rồi thì thôi, lúc đó thì lại càng mừng cho bà con. Còn nếu bà con nào mà mình chưa phát triển được cái thị trường đầu ra thì bên trang trại tôi sẽ lại ký kết thêm một cái bản hợp đồng 5 năm nữa cho bà con. Và đồng thời thì bà con cũng yên tâm là trang trại tôi sẽ cung cấp đầy đủ tất cả những cái giấy tờ hợp pháp để cho bà con chăn nuôi tại địa phương của mình. Như vậy chúng ta đã thấy rõ khi chăn nuôi giòn thì sẽ cần chuẩn bị những gì và làm gì để nuôi giòn thành công. Vừa rồi anh Đạt cũng đã đưa ra những chính sách bảo hành con giống và bao tiêu đầu ra cho bà con khi mua con giống tại trang trại của anh. Nếu như bà con còn thắc mắc gì về kỹ thuật nuôi giòn thì hãy liên hệ cho anh Đạt qua số điện thoại đang hiển thị trên góc phải màn hình để được tư vấn cụ thể. Vừa rồi thì tôi cũng đã chia sẻ tới cho bà con những cái kiến thức cơ bản để chăn nuôi cái con giòn này, nó đem lại cho bà con cái hiệu quả kinh tế cao nhất. Như với tất cả những cái kỹ thuật như vừa rồi thì cái điều quan trọng nhất để chăn nuôi nó thành công đó là bà con mình lên đến trực tiếp trang trại. Bà con có thể là đến trực tiếp những trang trại trên cả nước, hoặc là bà con có thể đến trực tiếp trang trại của tôi để được tất cả những chủ trại, hoặc là được chính bản thân của tôi sẽ hướng dẫn chia sẻ cho bà con từng cái kỹ thuật một được một cách tỉ mỉ nhất để bà con có thể nắm rõ tất cả những cái kiến thức để trước khi bà con bắt tay vào chăn nuôi cái con giòn này nó được thành công.